Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Và hôm nay là ngày buổi chiều ngày 1 tháng 4 năm 2024 vậy. Những ngày đầu năm mới 2024. Em xin kính chúc cô chú anh chị bạn một năm mới 2024 luôn may mắn và bình an trong cuộc sống. Và ngay vị trí này đó là những hình ảnh của cái vòng xoay giao giữa con đường A1 với con đường 23 tháng 10 ngay cái nút giao thông Ngọc Hội và cầu vượt Ngọc Hiệp đó vị. Thì cái vòng xoay vừa rồi ở bên đội thi công họ cũng mới làm xong và cũng đường cũng được đổ nhựa rồi. Em đang đi trên cái nhánh này là nhánh số 3 của cái cầu vượt Ngọc Hiệp và cái nút giao thông Ngọc Hội. Ở phía dưới cầu vượt thì những cái con đường gom quý vị họ vẫn đang thi công. Và trong đợt trước năm mới vừa rồi, trước năm 2024 thì những cái khu vực hành lang đấy vị, mấy cái hành lang lan can rồi này là người ta họ cũng mới vừa sơn lại một số. Hình như cái nhánh bên số 2 này là chưa thấy sơn nè. Vẫn chưa có xong, chưa hoàn thiện. Nhánh này là nhánh số 2, việc di chuyển theo hướng nhánh số 2 này sẽ đi trên con đường Võ Văn Kiệt, chạy thẳng là xuống ngay vị trí của chân cầu Bình Tân luôn, hướng đi Bình Tân, đi qua con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành và kết nối đi sân bay Cam Ranh. Hiện tại thì cầu vượt vẫn đang chỉ di chuyển được 3 nhánh thôi, số 1, số 2 và số 3. Còn nhánh số 4 thì chưa có thi công vậy. Chụp hình của cô chú chị bạn con đường này gọi là con đường Võ Văn Kiệt. Trước nó là đường Vành Đai 2 vậy. Bây giờ đặt tên mới rồi, Võ Văn Kiệt. Một trong những con đường rất đẹp, phải nói là đẹp nhất thành phố. Bởi vì ít có con đường nào mà có thể chạy dọc con sông như thế này. Bên tay phải của chú chị bạn là con sông Quán Trường. Hướng này của sông Quán Trường đi thẳng cũng là chạy dọc theo con đường này luôn. Và nó sẽ đổ ra cửa bé ngay cầu Bình Tân. Còn bên tay trái là những hình ảnh của khu đô thị Lê Hồng Phong 1. Khu đô thị Hà Quang quý vị, khu đô thị Hà Quang 2, Lê Hồng Phong 2. Em xin lỗi. Và di chuyển xuống nữa thì sẽ là khu đô thị Vincent Phước Hải. Và hết Vincent Phước Hải thì mới là khu đô thị Lê Hồng Phong 1. Con đường này mấy bữa trước trời mưa, mùa mưa là cây cối hai bên âm tùm lắm vậy. Mấy cái bồn hoa rồi đây là cây cỏ dại không à. Thì vừa rồi hình như là trước Tết là cũng đã được cắt và làm sạch hết rồi. Giờ thì không có còn thấy cỏ dại nữa, nhìn có vẻ nó gọn gàng hơn. Nhưng mà mấy cái hố ga dọc trên con đường đoạn này nè, quý vị cũng nên đi xe thì nên để ý mấy cái hố ga là em thấy trống lỏng à. Có những đoạn này họ cắm những cái cây vô ngay chỗ cái hố ga để mọi người biết. Này nếu như mà đi sát quá là hoặc là đi bộ mà không biết là dễ sụp hố ga lắm, nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm. Anh cô chú chị bạn mà di chuyển qua đoạn này của con đường thì nên để ý những cái hố ga sát bên mép của con đường cũng như là vỉa hè. Bên tay phải của chú chị bạn ngay vị trí này là cầu Quán Trường. Di chuyển bên tay phải là hướng đi qua đại lộ Võ Văn Giáp lên phía tây của thành phố, lên Diên Khánh cũng như là giao với quốc lộ. Lại bên tay phải, tay trái là hướng đi về lại trung tâm thành phố. Còn đi thẳng tiếp thì phía trước sẽ là cái cầu vượt Phong Châu hướng đi Bình Tân. Ngay cái vị trí này là giao giữa đường Tố Hữu và con đường Võ Văn Kiệt các vị. Bây giờ mời cô chú chị bạn di chuyển qua hướng này là những hình ảnh của đường Tố Hữu hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang. Hết con đường này là nó giao lại với đường Lê Hồng Phong. Con đường Lê Hồng Phong năm xưa là Lữ Gia. Và chạy dọc ở đây là gọi là Vincent Phước Hải nè quý vị. Một khu đô thị nằm ở vị trí này rất đẹp.
ở phía dưới những cái căn hộ này đó là những cái shop house kinh doanh buôn bán các quán cà phê, quán ăn rồi văn phòng. Chạy dọc từ vị trí này là chung cư CT3, CT2 và tiếp theo là CT1. Đoạn này là gần với văn phòng điều hành là cái VCN Tower, nhà điều hành của khu đô thị. Trước hình của chúng bạn là ngã tư của đường Tố Hữu giao với con đường Thích Văn Đức. Lúc trước thì đoạn này là đường số 4, bây giờ là đổi tên hết rồi, chạy thẳng hết là con đường Thích Văn Đức. Rẽ bên tay trái là hướng lên Lê Hồng Phong 2, rẽ bên tay phải là xuống Bình Tân. Đồng thời cũng sẽ đi ngang qua Lê Hồng Phong 1, rồi Phước Long 1, Phước Long 2, Hoàng Long, An Bình Tân. Lúc trước thì con đường Lê Hồng Phong là con đường chính, là cái hướng đi xuống Bình Tân. Bây giờ thì có thêm hai sự lựa chọn quý vị. Quý vị có thể đi con đường Võ Văn Kiệt chạy dọc sông quảng trường lúc nãy, hoặc có thể đi con đường Thích Quảng Đức vừa rồi. Đó, cho nên là nay có hai sự lựa chọn nữa, bởi vì nhờ vào con đường Thích Văn Đức cũng như là con đường Võ Văn Kiệt bây giờ, cho nên là bên Lê Hồng Phong xe nó cũng ít hơn, cái lượng xe nó cũng giảm tải đi rất là nhiều. Thì trước hình của chú anh chị bạn là ngã tư giao Lê Hồng Phong với con đường Tố Hữu nè. Qua bên kia sẽ là con đường Cao Bá Quát, năm xưa nó là con đường Thoại Ngọc Hầu. Ngay vị trí này của chú chị bạn rẽ bên tay phải là đi trên đường Lê Hồng Phong hướng xuống Bình Tân, rẽ bên tay trái là hướng đi lên Mỏ Vòng. Con đường Lê Hồng Phong năm xưa là Lữ Gia, con đường Lữ Gia, và sau này nó là cũng là có tên gọi là tỉnh lộ 4. Theo như cô chú chị bạn có trung cấp thông tin, em cũng có một chút ít ở máy bên kia là năm xưa là cái quân lao vậy, bên ngay góc của đường Thoại Ngọc Hầu và con đường Lữ Gia, năm xưa bên tay trái là cái quân lao, bây giờ là nó là một cái dạng như một cái khuôn viên thôi chứ cũng không gọi là công viên, nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì giao giữa đường Lê Hồng Phong với con đường Cao Bá Quát rồi. Trước màn hình của chú chị bạn đây là những hình ảnh của con đường Cao Bá Quát. Thì con đường này nó cũng ngắn thôi, bắt đầu từ Lê Hồng Phong xuống giao với ngã năm Phù Lỗng là hết con đường này rồi. Nhưng mà con đường này cũng buôn bán rất là nhộn nhịp nha quý vị, kinh doanh hai bên đường và cũng có những cái quán cà phê nữa. Thì khi đi ngang qua đây thì con đường này nó cũng giao với những cái con đường như con đường Lê Chân nè. Ở góc này là bên tay trái vì á là con đường Nguyễn Trãi, năm xưa là đường Phước Hải, nó là đường một chiều từ vòng xoay ngã 6 đi vào, cho nên ngay vị trí này rẽ bên tay trái không được. Rẽ bên tay phải thì là con đường Trần Nhật Duật và con đường Thi Sách, còn đi thẳng qua kia là con đường Phù Lỗng, năm xưa là Phù Lỗng Thiên Vương. Hay chỗ này là 1, 2, 3, 4 ngã năm quý vị, gọi là ngã năm Phù Lỗng. Và em đang di chuyển qua con đường này, đó là đường Phù Lỗng. Ngay vị trí góc này bên tay trái có một cái quán nướng BBQ, quán cũng nhỏ nhỏ này. Trước em cũng có ghé quán đó một lần, cũng có review cho cô chú chị bạn xem, quán ăn cũng được quý vị, nhưng mà giá cả thì cũng nói chung không mắc cũng không rẻ, bởi vì nằm ở ngay cái góc đó thì cái nếu như mặt bằng thuê thì nó cũng đúng thôi. Cái vị trí mặt bằng trung tâm thì khi quý vị vào ăn thì giá nó cũng là lúc nào cũng cao hơn hết. Có một cái mặt bằng mà của mình tự kinh doanh thì nó rất là lời luôn, họ có thể giảm giá bán xuống mà cái chất lượng món ăn nó không thay đổi thì
thu hút khách nhiều. Em di chuyển qua đây là con đường Ngô Gia Tự, năm xưa là con đường Nguyễn Hoàng. Bên tay phải của chú trước bạn là chung cư Ngô Gia Tự, một trong những chung cư rất là lâu đời rồi, gần khu vực của đền Hùng Vương cũng như là cái chùa Linh Thứ vậy. Thì con đường Ngô Gia Tự đang sửa chữa lại, đang làm hệ thống thoát nước cũng như là họ làm lại con đường rồi vỉa hè, chung làm lại cũng làm lớn á, nên con đường đó cũng di chuyển bây giờ hơi khó khăn và cũng rất là bụi. Anh em mới di chuyển qua đây, ngay góc của con đường Trần Nguyên Hãn và con đường Nguyễn Hữu Huân. Nguyễn Hữu Huân năm xưa là thủ kho Hưng. Di chuyển thẳng trên con đường Trần Nguyên Hãn này xuống phía dưới kia thì quý vị sẽ giao lại với đường Võ Trứ nè, khu vực của chợ Sớm Mới. Góc này là Mê Linh và Trần Nguyên Hãn. Để bên tay phải của Mê Linh thì cũng là cái hướng mà đi ra giao lại với con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hàm Nghi năm xưa. Bây giờ cũng khá là nhộn nhịp với cái lượng du khách đi ăn uống ở những cái quán ở bên Nguyễn Thị Minh Khai, rồi họ dạo ở bên đó nhiều lắm. Con đường Trần Nguyên Hãn này cũng kinh doanh, nhưng mà cái lượng quán rồi thì nó cũng không có nhiều. Thời tiết Nha Trang mấy ngày nay có vẻ như cũng ảnh hưởng không khí lạnh, vậy nó cũng lạnh lạnh rét rét trở lại và gió cũng nhiều hơn. Buổi sáng với buổi chiều thì trời lạnh, còn buổi trưa thì khí hậu bình thường, không nóng không lạnh, nhưng mà chiều cũng có nắng. Giờ em đi thì trời vẫn nắng đẹp, nắng rất là dịu nhẹ, và giờ này ra biển thì gió cũng mạnh lắm á. Em đi một vòng khu vực qua những cái trung tâm, con đường trung tâm chính của thành phố, rồi sau đó em sẽ đi ra biển cho cô chú chị bạn ngắm biển nha. Có khách du lịch họ đi vào những cái tuyến đường ở khu vực Sông Mới này nhiều, với những cái lượng khách Hàn Quốc cũng như Trung Quốc. Ở chỗ này là một cái quán cà phê này, bên tay phải. Em di chuyển qua đây là con đường Hồng Bàng rồi quý vị. Con đường Hồng Bàng này cũng là một trong những con đường rất đẹp. Hai bên đường là những cây muồng và những cây phượng, rồi có những cây bàng nữa, nhưng mà đa số cây muồng là nhiều nhất. Cho nên là đi trên con đường này vào mùa hè là không có sợ nắng. Hai buổi sáng thì cũng như buổi chiều là những cái tòa nhà là che bóng hết, một phần là những cái cây xanh nữa. Đặc biệt đi vào giữa trưa thì những cây xanh nó che bóng rất là mát đó vị. Và em di chuyển ở đây là thuộc con đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi, con đường Hàm Nghi năm xưa, hướng này đi ra biển giao lại với con đường Trần Phú. Bên tay phải của chúng trực bạn là hai cái khách sạn gần nhau, đó là Rigaria Gold Hotel và cái Vesga Hotel, hai cái khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và cao 40 tầng. Du khách đang ở những khách sạn này rất là đông. Phía trước có những cái quán ăn ăn vặt, cà phê, vỉa hè. Dọc trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai này rất là nhiều quán hải sản, quán ăn và những cái tiệm massage. Từ vị trí này chạy thẳng ra biển á vị, chạy thẳng ra giao với đường Trần Phú. Du khách họ đang xuống cái siêu thị, cái hotel Vesga vị. Hai hotel này cũng còn mới lắm, nó mới xây cách đây cũng 2-3 năm thôi. Và ở những hai khách sạn này cũng rất đẹp, tiêu chuẩn 5 sao mà nó lại gần trung tâm. Ở đây quán ăn nhiều lắm, rồi đi ra biển cũng gần, ra quảng trường cũng gần vậy.
Hai góc này là đường Nguyễn Thiện Thuật giao với Nguyễn Đình Khai. Bây giờ em di chuyển qua đây là những hình ảnh của đường Nguyễn Thiện Thuật quý vị. Con đường này thì là đường một chiều, nó bắt đầu từ vị trí của đường Lê Thánh Tôn đi vào. Năm xưa con đường này là con đường Lê Văn Diệt, bây giờ nó được mệnh danh là con đường khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Chỗ này cũng có một cái tiệm spa mới khai trương sao vì ho quá trời nè. Thì các cái tiệm spa em thấy có vẻ như đã hoạt động trở lại nhiều hơn rồi, và một số tiệm mới nữa, hải sản, các cái tiệm hải sản thì có vẻ như nó ít lại, và tiệm spa thì em thấy lại nhiều hơn rồi. Và du khách họ đi dạo mỗi họ lại thích vào spa hơn. Quán ăn thì trên con đường Nguyễn Thiện Khai thì cũng mọc lên những quán mới rất nhiều, và ở đây thì cũng có những cái quán hải sản nhưng mà nó ít hơn so với thời điểm mà nhộn nhịp nhất, thời mà còn khách Nga với khách Trung Quốc. Con đường khu phố Tây này bây giờ cũng nhộn nhịp trở lại rồi quý vị, sau một thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid-19, các cái mặt bằng cũng đã trở lại hoạt động trở lại, và một số thì nó cũng thay đổi hình thức kinh doanh, như là những cái quán bắp mọc lên nhiều hơn, rồi spa. Rồi bên cạnh đó có những cái cà phê cũng như cái quán tiện lợi vậy, những cái cửa hàng mini, cửa hàng tiện lợi á, khách có thể mua rồi mua sắm những vật dụng cần thiết, đồ ăn đồ, rồi có giặt giặt giũ nữa, dịch vụ giặt ủi. Khu vực đây em thấy có những cái quán bắp và club là của người Nga họ kinh doanh nữa đó. Và chứng hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường Lê Quang Định năm xưa, bây giờ là con đường Trần Quang Khải nè. Chỗ này cũng có các khách sạn Green, rồi một số thì đang thi công nữa này, đang xây dựng nè. Chắc là cũng khách sạn thấy cao tầng. Ở bên kia là một cái quán ăn, quán hải sản nằm ngay góc của đường Hùng Vương với con đường Trần Quang Khải ngay đây. Dọc ở đây em thấy cũng nhộn nhịp ghê luôn. Đó, cũng có các cái tiệm massage nữa, massage rồi nhà hàng hải sản, rồi các cái cửa hàng tiện lợi. Phía trước là giao với con đường Trần Phú rồi, con đường đại lộ Duy Tân năm xưa. Bên tay phải của chú bạn là Vinpearl Beach Condotel, những con Condotel của bên Vinpearl. Và ở những cái con Condotel này quý vị có thể mua sắm ở phía dưới của trung tâm thương mại của Vincom Plaza nằm trên đường Trần Phú. Bên kia đường đó là Sailing Club. Hôm nay em đang di chuyển trên đường Trần Phú là hướng sẽ đi xuống cảng Cầu Đá vậy. Đi ngược lại vì sẽ lên lại quảng trường, khu vực trung tâm của thành phố Nha Trang. Buổi chiều hôm nay đường phố có vẻ khá là nhộn nhịp. Nắng thì cũng rất đẹp, nhưng mà hơi gió, cho nên biển em nghĩ chắc cũng sẽ ít người tắm. Sóng có vẻ sẽ lớn đó. Gió như thường, gió như thế này thì sóng biển nó sẽ cao. Biển này nếu mà ra ngắm thì đẹp, sóng trắng xóa chắc là đẹp, nước trong xanh, trời cứ nắng lên là biển nó trong xanh đẹp lắm vị. Cái vị trí này là ngã ba giao giữa đường Tề Tĩnh với con đường Trần Phú nè. Bên tay phải là con đường Tề Tĩnh, cũng là một trong những con đường nhộn nhịp lúc trước các quán hải sản nhiều lắm. Con đường Tề Tĩnh khá là rộng. Những lúc mà vào các dịp lễ mà những xe cá nhân ở các tỉnh lẻ mà đến du lịch đó vị, thì hay đổ xe dọc ở bên hai con đường, hai bên của con đường Tề Tĩnh này. Bên đường này nó cũng có những khách sạn tiêu chuẩn 2 sao 3 sao rồi, rồi những cái quán hải sản
Di chuyển tới một xíu nữa là tới cái hẻm 86 Trần Phú, giao với đường Phú. Bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua bên khu vực công viên đi, công viên Tề Tĩnh đi, cũng như hướng này sẽ đi ra biển, đoạn chỗ công viên Tề Tĩnh nha vậy. Ở ngay chỗ này là cái công viên. Công viên này thường hay diễn ra âm nhạc đường phố dành cho các bạn nhảy hip hop rồi đó. Và mỗi năm thì có lễ hội cầu ngư cũng hay tổ chức ở công viên tại tỉnh này. Đó, biển rất đẹp quý vị, nước trong xanh, sóng thì trắng xóa. Đây là những hình ảnh của khu vực biển cũng như là công viên tại tỉnh. Cái tòa nhà cao cao là những cái condotel của Vincom vậy. Đó, dọc đây những cây dừa cao rất là đẹp luôn. Ở phía dưới là những cái chòi, những cái ghế đá, rồi có dụng cụ tập thể dục nữa. Đó, khách du lịch nước ngoài họ cũng tới mấy dụng cụ tập thể dục, họ tập thể dục kìa. Một số thì cũng có tắm biển rồi ngồi ngắm cảnh ở phía dưới. Biển quá đẹp luôn vị, có vẻ sóng cũng hơi lớn á. Biển này tắm thì không có sướng rồi, nó sóng lớn với lại cát nó cuốn vào khó tắm lắm. Này mà xuống giỡn sóng một xíu là cũng đuối rồi. Hình như từ xa quý vị có thể thấy được có một cái chiếc thuyền ở vị, một chiếc tàu, tàu du lịch sao đó. Ở đoạn này du khách họ đứng chơi, cũng có người tắm ở dưới kìa. Ở phía từ xa là một chiếc tàu du lịch quý vị. À, những cái tàu này là mới lúc sáng nay là nó cập bến Nha Trang này. À, tàu này là tàu du lịch biển Spectrum of the Sea. Nó chứa khoảng 1.000, nó đưa 1.000 rồi khoảng mua gần 1.400 khách đến Nha Trang quý vị. Thì tàu Spectrum of the Sea này nó có quốc tịch Bahama, và hành trình của nó là nó đi từ Hồng Kông của Trung Quốc đến Nha Trang, đến Phú Mỹ của Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó nó sẽ quần về lại Hồng Kông quý vị. Đây là một con tàu rất là lớn, tàu quốc tế, và đang ghé Nha Trang này. Thì đến với Nha Trang, du khách ở trên tàu này sẽ có những cái lựa chọn các cái tour, những cái điểm tham quan như là Viện Hải Dương Học nè vị, rồi Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, rồi mua sắm tại Nha Trang Center nè, rồi tham quan trải nghiệm dịch vụ và ăn trưa tại khu Vinpearl của đảo Hòn Tre. Thì theo kế hoạch vào chiều tối nay nè, thì tàu Spectrum of the Sea này là sẽ rời Nha Trang để mà đi Vũng Tàu. Cái tàu du lịch biển Spectrum of the Sea này là một cái tàu biển đầu tiên mà ghé Nha Trang trong năm 2024. Thì dự kiến trong năm 2024 này Nha Trang Khánh Hòa thì đón hơn 40 chuyến tàu biển quốc tế. Đây là một tín hiệu rất là tích cực cho sự phục hồi cũng như là phát triển cho hoạt động du lịch tàu biển của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng quý vị. Thì trước đó thì trong năm 2023 đấy, Khánh Hòa cũng đã đón 25 chuyến tàu biển với gần 46.000 khách lên bờ để mà tham quan. Và cái tàu Spectrum of the Sea này nó là một cái siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thuộc dòng Quantum của tập đoàn Royal Caribbean International, viết tắt là OCI quý vị. Và nó được đóng tại Majorette ở Đức và được hạ thủy vào tháng 4 năm 2019. Thì hiện tại đây được xem là một cái du thuyền lớn và đang hoạt động, đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, và nó có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên tàu của chiếc tàu này nó cũng có nhiều cái tiện ích nữa, như có
ba cái hồ bơi này, ba cái bể sục này, rồi có cả rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát, có thể đón chứa được một cái sức chứa khoảng 3.000, 1.300 người. Một con tàu quốc tế 16 tầng hả vậy, trời ơi rất là khủng luôn. Nhìn từ xa thấy nhỏ này chứ lại gần thôi nó to kinh khủng vậy, 16 tầng lận mà. Và cái sức chứa của nó là hơn 2.000 phòng, có thể chứa hơn 5.600 khách. Hiện tại nó đang đưa một lượng khách ra đến ghế Nha Trang này 4.400 khách. Phía từ xa vì cũng có thể thấy được những cái trụ cáp treo của Vinpearl. Bữa trước thì họ cũng chạy thử rồi, thì dự kiến có thể cuối năm nay, cuối Tết Nguyên Đán này thì nó sẽ hoạt động đó. Đang gấp rút làm rất là nhanh, vì đang xây cái nhà ga rất là nhanh luôn. Đứng hướng này vì có thể thấy được phía bắc của con đường biển Phạm Văn Đồng, bên phía bắc thấy được núi Cô Tiên luôn, vì thấy không? Thì xa là cái tòa nhà Mường Thanh Luxury nằm ngay góc của chân cầu Trần Phú. Còn chạy dọc mé bên này là khu biển ở quảng trường. Phía từ xa có thể thấy được tháp Trầm Hương. Bây giờ mình đang di chuyển hướng này là sẽ đi về trung tâm. Mời cô chú chị bạn dạo qua con đường biển Trần Phú về chiều. Một không khí rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, một khí hậu tuyệt vời nhất trong năm. Và hãy tận hưởng những cái không khí này, để vào mùa hè là sẽ không có những cái không khí này nữa. Vì với một lượng khách du lịch cũng đang đến Nha Trang rất là đông, với lượng khách quốc tế theo thông tin thì khách Hàn Quốc đã tăng gấp đôi rồi vị ơi. Bây giờ cho đến Tết Nguyên Đán là chắc chắn sẽ còn tăng nữa. Tết Nguyên Đán tới đây thì không những ngồi khách quốc tế ra mà có cả khách trong nước nữa, khách ở những cái tỉnh lẻ thì càng đông nữa. Ngay góc này là ngã ba của đường Trần Phú và con đường Trần Quang Khải, rẽ bên tay trái là đường Trần Quang Khải vậy. Bên kia là cái Star City Hotel nè, bên đây là cái Salim Club. Di chuyển hướng này là sẽ đi về quảng trường, hội trường chợ đêm. Bây giờ em sẽ mời cô chú và bạn di chuyển đến khu vực của quảng trường, xem quảng trường vào buổi chiều như thế nào nha. Tình hình những ngày đầu của năm 2024 cũng như là những ngày cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Tầm khoảng tháng nữa thôi là đã thấy không khí Tết rồi đó quý vị. Dọc đây là biển cũng như là công viên rất là mát. Những công viên ở đây thì nó có cây cây dừa rất là nhiều và những cái cây bàng cổ thụ. Dọc bên cạnh đó là có những cây dương cũng cổ thụ, được cắt tỉa hình thù, hình chóp nón, hình vuông, hình tròn đẹp. Bên tay trái của chúng chị bạn đó là con đường biệt thự, ngay góc ngã ba biệt thự và Trần Phú. Con đường biệt thự cũng là con đường mệnh danh khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Ngay góc này có hai khách sạn gần nhau, đó là cái Citadine và cái Mường Thanh Nha Trang Center. Và phía từ xa xa đó là cái Novotel, một trong những khách sạn cũng khá là đầu đời ở Nha Trang, khách sạn quốc tế. Dọc hai bên vỉa hè của con đường Trần Phú đoạn này là buổi tối cũng như là buổi chiều mọi người đi dạo nhiều lắm. Thường buổi chiều ở khu vực quảng trường mọi người tập thể dục rất là đông, dạo chơi hóng mát, ngắm cảnh biển. Giờ này các chị công nhân cũng quét rác. Con đường Trần Phú này là một trong những con đường biển, con đường rất đẹp, lúc nào cũng được chăm sóc rất là kỹ, vì các chị công nhân, các anh công nhân quét rác là lúc nào cũng sạch sẽ. Tuyến đường trung tâm, con đường Triều Đô ngày nay, ở vị trí này là quảng trường.
buổi chiều không khí ở Quảng Trường khá là nhộn nhịp quý vị. Em thấy đa số là khách khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, khách Kazakhstan và khách Hàn Quốc, Trung Quốc, họ dạo quảng trường và họ đi tắm biển nữa. Một số người vẫn đi tắm biển vào giờ này, mặc dù sóng biển cũng lớn. Đó, buổi chiều quảng trường nhộn nhịp vậy, thấy khách Tây không? Một dấu hiệu rất là đáng mừng, rất vui cho bên du lịch của Nha Trang. Ở đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại một video tiếp theo sau.